Hiện tại ngay chỗ cái ô ba nè, là mình ngay cái vị trí này nè, ngay vị trí này có chiếc giày nè, ô ba nè, thì mình sẽ tiến một, sẽ tiến một mình sâu là một màu tím, một màu trắng. Sẽ, nãy là hai màu trắng là không phải á, mình sâu mình sẽ tím một nè, mình sẽ sâu một màu tím và một màu trắng. Này đây là hai hạt mà tiếp tục mình sẽ tiến một, mình sẽ sâu qua một màu tím và một màu trắng tiếp. Tiếp tục thì mình sẽ sâu là một màu trắng, mình không tiến ha, mình không tiến, mình sâu một màu trắng, hai màu tím. Tiếp tục mình tiến, mình sẽ tiến hai, mình sẽ tiến hai hàng, mình sẽ sâu một hàng. Lúc này mình sẽ tiến hai hạt, một hạt tím và một hạt trắng. Trên đường dây nó là ba hạt, mình sẽ sâu một hạt tím. Này dây trái mình sẽ tiến lên màu hạt tím nè, mình sẽ sâu một hạt tím và một hạt trắng. Đây này mình sẽ tiến một, sẽ sâu hai hạt trắng. Mình sẽ tiến một hạt tím nè, hai hạt tím nè,
mình sẽ xông màu hạt tím. Hết lớp rồi nè, mình sẽ xông tiếp là một hạt trắng, một hạt tím và một hạt trắng. Đây, rồi mình sẽ tiếp một hạt trắng. Mình sẽ xâu 2 hạt tím. Hạt tím 1. Mình sẽ xâu 2 hạt tím. Hạt tím 1. Tím 1 mình sẽ xâu 1. Một hạt tím. Mình sẽ tím 1. Đây là u 5 mình ạ. Mình sẽ xâu 1 tím, 1 trắng. Giờ là mình lên tới cái phần cái quai nè, cái hạt để mà mình xỏ cái làm sợi dây nè, làm mình lên tới trên này nè. Tiếp tục mình sẽ xông 3 hạt trắng. Lúc này làm lên cái phần trên gần cái phần làm quai rồi. Đây để xâu 3 hạt trắng. À, mình mới bẻ qua nói với bên này là ba hạt này nè, mình xỏ qua một cái, mình tiến qua một cái hạt trắng phía bên kia. Mình cũng tiến qua một cái hạt bên này, mỗi bên mình tiến một. Giờ mình ráp lại. Đây, mình sẽ thêm một hạt trắng, sau một hạt trắng. Rồi, đây, mỗi bên mình tiến một hạt. Mỗi bên tiến một hạt nè. Cái này nó lạt nè, lạt mà kệ nó đi, ngồi rồi mình tính tiếp. Chứ đừng có thấy mình thấy lạt cái mình bỏ luôn. Đây rồi, mỗi bên mình sẽ tiến một, mình sau cái ô ba này mình luồn dây, mình luồn dây lại cho nó chắc cái rồi. Mình kết thúc cái dây ngay đây luôn. Thúc cái dây trên mỏ. Cái dây luồn thì mình đi cái đường xích sắt thì nó sẽ chắc hơn. Các bạn luồn
dây đi cái đường xích sắt, đừng đi đường thẳng. Mình quay một vòng ha. Đây là mình còn lên một lớp nữa. Còn bên này thì mình còn lên một lớp nữa của bên này nữa. Giờ làm tiếp ha. Tiếp là mình bắt đầu từ cái hạt nha. Cái hạt trên chỗ cái gắn dây nè, thì mình sẽ không một hạt với một hạt tiến kế bên, tiến kế bên rồi mình sẽ sâu hai hạt tiến. Này sẽ xuất hiện ông năm nữa nè, mình lấy tiếng một, tiếng một là tiếng, mình sẽ sâu một. Mình sẽ tiến vào. Mình sẽ tiếp tục mình sau hai hạt màu tím. Hai hạt tím mình đấu một. Mình tiến vào. Mình sâu một hạt màu tím, một hạt màu trắng. Mình đấu một. Mình tiến một. Sâu một hạt màu tím, một hạt màu trắng. Hạt màu tím, một hạt màu trắng. Mình sẽ tiến hai, mình sẽ sâu một hạt màu trắng, mình sẽ đóng một. Cho nó ngọt nè. Tiếp tục. Mình sẽ sau 5 hạt màu trắng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hạt màu trắng. Mình lấy cái hạt thứ 2 nè. Mình nhỏ
Mình sẽ đóng mở. Thấy được như vậy. Đây là cái phần trên cùng. Bên này, bên đây. Tiếp tục mình tiến 1, mình sau 2 tiếng. Tiếng 1 à. Mình sẽ sau 2 hàng 1 tiếng. Sẽ tiến mà cái này tiến một rồi tiến một sau hai hàng tiến, tiến một sau hai hàng tiến. Một ô, hai ô tiếng một sau hai hạt tím nữa. Tiếng một. Này mình có thêm ô năm nữa là nè. Sau một tiếng một tớ. Thế mình tiếng một. Sau hai chấm. Đâu mà mình làm lộn đi một cái hạt nhỏ thôi. À, tiếp tục tiếng một. Sau hai hạt màu tím. Mình sau hai hạt màu tím nè. Tím một. Mình sau hai hạt tím. Tiếng hai. Tiếng một. Tiếng hai.
xong một hạt tím nữa. Đây là xong cái phần thân của nó dày nè. Là mình xong cái phần thân rồi nè. Thì mình sẽ luồn dây. Luồn dây dài lên trên này cho nó kín một cái. Rồi xong cái mình đi làm cái phần vai. Luồn dây vòng vòng ha, luồn dây vòng vòng cho nó cứng cái mình làm phần vai.